Kion là một thương hiệu con của hãng xe Chang'an. Lý do tạo ra thương hiệu này là để đánh vào phân khúc xe điện, nơi các đối thủ của Chang'an đang làm mưa làm gió tại thị trường nội địa Trung Quốc. Sản phẩm đầu tiên là chiếc xe A07 và mới đây, dự án tiếp theo của Chang'an Kion có thể gây ngạc nhiên với nhiều người, bởi họ sắp cho ra mắt xe SUV và xe bán tải trong cùng một phiên bản. Điều này đã được tiết lộ vào hôm qua, ngày 4 tháng 9 năm 2023, khi Chang'an đã trình làng mẫu xe ý tưởng CD701, tên mã nội bộ dưới thương hiệu Kion tại Trùng Khánh, Trung Quốc tại Hội nghị Sinh thái Khoa học và Công nghệ ô tô Chang'an lần thứ 3. Hãng xe Trung Quốc này tự tin khẳng định Kion CD701 có thể chuyển từ xe SUV sang bán tải rất dễ dàng. Ngoài ra, nó còn có tính năng là tự động tìm trạm sạc cho xe. Được biết, Kion CD701 dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2024. Dựa trên nền tảng điện thông minh SDA của Chang'an, Kion CD701 được định vị là một chiếc SUV crossover chạy điện cỡ lớn, với bố cục 5 chỗ, có thể thực hiện chuyển đổi chế độ kép giữa một chiếc SUV và một chiếc xe bán tải. Thiết kế tổng thể của xe rất đơn giản, mặt trước sử dụng đèn pha hình chữ C, được bổ sung bởi các hình ma trận điểm. Một màn hình kỹ thuật số được đặt giữa đèn pha hiển thị các thông tin như tên xe E0 và thông tin về ắc quy. Phía sau còn có màn hình hiển thị kỹ thuật số. Kion CD701 có kích thước bao gồm chiều dài, chiều cao và chiều rộng lần lượt là 5.000mm, 1.970mm, 1.630mm và chiều dài cơ sở của xe đạt mức 3.100mm. Bên trong Kion CD701 không có bảng điều khiển, thay vào đó là xe có màn hình hiển thị head-up, màn hình điều khiển trung tâm lớn và màn hình giải trí có thể gập lại cho ghế phụ. Vô lăng có thiết kế hơi ngược so, với truyền thống khi mặt trên có đáy còn mặt dưới lại là đường cong phẳng. Bộ não của xe được Chang'an phát triển độc lập, hỗ trợ các chức năng như tự động tìm kiếm trạm sạc, sạc tự động và tương tác bằng giọng nói. Hơn nữa, Chang'an tuyên bố rằng CD701 sẽ trở thành phương tiện đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ truyền thông vệ tinh trên xe, có thể phủ sóng toàn cầu, kết nối Internet bất cứ lúc nào và không bao giờ mất kết nối. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, Chang'an đã bán được 1,633 triệu xe, tăng 11,43% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng lớn nhất đến từ các phương tiện sử dụng năng lượng mới, với mức tăng 92,9%. Đến năm 2025, Kion có kế hoạch tung ra 10 mẫu xe mới. Đến năm 2030, Chang'an đặt mục tiêu đạt được mục tiêu doanh số 5 triệu xe hàng năm, với 1,5 triệu xe đến từ thương hiệu Kion.